Ủa, anh nói về hả? Ừ. Ờ, con em làm có mệt lắm không? Mệt sao không? Thôi, lo ba cơm nước đi. Tắm xuống rồi tụi ăn. Chồng lấy cả cho tôi, để quên trong kia. Chồng cứ ra trước cổng trước đi, em mang ra liền. Thì lấy ngay cho tôi đi. Giờ bà ra chung với tôi á, hàng xóm nó ra dòm. Hai chồng giống hai mẹ con vậy. Đi đi. Cái áo còn lâu lắc nữa. Làm chống chặt. Ờ, bà quên nữa. Ở nhà lo chăm sóc ba cây kiện giúp tôi nha. Dạ, cái chuyện nặng nhọc này sao mà không kêu anh phụ cho. Anh cũng hàng xóm không à. Có gì thì kêu anh một tiếng anh phụ cho. Dạ, như thế thì tốt quá. Cảm ơn. Có gì đâu. Dạ, anh biết em một tay. Đương nhiên rồi, chuyện nhỏ mà. Alo, anh về chưa? Đang nhậu. Ăn cơm trước đi, rồi ngủ luôn đi. Nhớ đóng cửa ngoài tôi nhé. Lát tôi về tôi gọi. Dạ, thôi em ngủ trước nha. Ủa Hải, ra cho anh.
Hôm nay ghé bà tiệm có chuyện gì không? Nay em qua mua đồ cho bà xã mà. Mỹ phẩm cho bà xã. Cái gì? Mua mỹ phẩm cho bà xã. Cái này lạ nha. Thế là tính làm đẹp cho vợ để anh hàng xóm. Ủa? Anh hàng xóm nào? À thôi không có gì đâu. Không có gì đâu. À tính mua bao nhiêu để lấy cho. Sao vậy? Sao vậy? Cái gì đâu, mình là hàng xóm với nhau không à. Mai mốt mấy cái chuyện nặng nhọc này á thì em cứ kêu anh một tiếng anh qua anh phụ cho. Chưa đàn bà gái chăn yếu tay mềm, làm mấy cái việc này làm cái gì, có gì thì kêu anh. Chồng mới đi làm về hả? À, thôi anh đi về trước nha. Sáng giờ lu bu còn cơm nước ở nhà em lưng. À, anh về. À, trả em cái ly. Cảm ơn em nhiều nha. À, em về nha. Bye bye. Giờ đây cơm nước gì chưa mà còn nói chuyện vui vẻ với anh ta vậy? Anh ta quay làm gì? Thì anh ta qua phụ em chăm sóc mấy cái kiểm của anh thôi mà. Mình em chăm sóc làm sao nổi. Mà cô với anh ta có gì không mà tự nhiên qua đây giúp cô vậy? Anh nói bậy gì đâu không à. Chả phải nói là em như là mẹ của anh hay sao? Ai mà thèm. Vô lo cơm nước vậy đi. Cô mà đáng phén với anh ta còn chừng tôi đó. Trời ơi, có cái gì đâu, mình là hàng xóm với nhau không à. Mai mốt mấy cái chuyện nặng nhọc này á thì em cứ kêu anh một tiếng anh qua anh phụ cho. Chưa đàn bà gái chăn yếu tay mềm, làm mấy cái việc này làm cái gì, có gì thì kêu anh. Lấy ngay cho tôi đi. Giờ bà ra chung với tôi á, hàng xóm người ta dòm. Hai chồng giống hai mẹ con vậy. Đi đi. Yeah. Thế là tính làm đẹp cho vợ để anh hàng xóm. Ủa? Anh hàng xóm nào? À thôi không có gì đâu. Không có gì đâu. À tính mua bao nhiêu để lấy cho. Mà nhìn mình á, mình thấy còn xấu nữa. Chồng mình chê mình á, là đúng rồi. Đồng lại như giọt sương trên mi mắt nghẹn ngào. Tình yêu ấy cho ta nước mắt, cho ta nụ cười. Nhưng
Nhưng hờn ghen đôi khi em muốn buông lời tình ta. Có những hạnh phúc không mang tên. Bây giờ bạn lấy cãi của tôi. Còn chúng ta đành lòng vượt qua. Thì lấy ngay cho tôi đi. Là yêu đời. Giờ bà ra chung với tôi đi. Hàng xóm bây giờ. Chúng nhà này con. Để. Để nhìn về nhau lệ nhòa trong những đêm áo thật lòng lắc lên. Hạnh phúc không tên ngọt ngào. Hạnh phúc không tên ngọt ngào. Để nào chia xa dấu mệt của tình. Người cho ta mê say. Chúng ta nguyện đồng. Để tình tiết với cậu này. Cái cậu mà kêu lắc ra. Hạnh phúc không tên ngọt ngào. Chỉ cần ta cho nhau ánh mắt nụ cười. Giờ đây con nước gì cho mắt của mình thì vậy thôi. Anh đâu phải ăn gì? Qua một kiếm cùng nhau. Anh sao? Nghe chút nữa. Bà cô ơi, với anh ta, có gì không? Mà tự nhiên, rồi bà đi không làm tí lên cận. Rồi, bà cô với anh ta, có gì không? Mà tự nhiên anh ta qua đây chăm sóc tiếp cho cô. Anh nghĩ bậy gì đâu không à? Đã bảo anh là em như là mẹ của anh đó. Đưa cơm nước vậy đi. Cô giảm cái con nét khé, chết rồi cơm. Bước vô sau, bước vô một bước thôi. Rồi, nhìn đi mà cái hoạt động đi. Mày nhúng nhúng mày, ừ. Rồi, được rồi.